Em xin hát bản Trả Lời Tình Xa để em tặng cho tất cả các anh các chị có mặt buổi tối hôm nay. Và em xin chúc nhất là gia đình của em và các bạn mới có một đêm đi chơi thật là vui vẻ và hạnh phúc. Oh,
Thế anh với kia nói giống ai, nói lại nghe coi. Mỹ Linh hả? Em thì nghe thấy Thanh Lam hơn anh ơi. À.